cân nặng là nỗi lo muôn thuở của chị em phụ nữ. Nhìn người khác có một thân hình đẹp luôn là ước ao, hiểu được mong muốn đó, Bảo Ngọc đã tìm ra một phương pháp hiệu quả và dễ dàng thực hiện. Với một chế độ ăn uống hợp lý và sự đồng hành cùng huấn luyện viên Bảo Ngọc, chị em có thể tập mọi lúc mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại được kết nối Internet, lấy lại vóc dáng mơ ước và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Bảo Ngọc Aerobic đồng hành cùng hàng triệu chị em tìm lại vóc dáng. Xin chào mọi người, mình là Bảo Ngọc Aerobic, người được chị em biết đến với thương hiệu là huấn luyện viên Triệu View. Với công việc là một huấn luyện viên, Ngọc đã và đang đồng hành với hàng triệu chị em phụ nữ trong công cuộc chinh phục vóc dáng cũng như cân nặng của mình. Hiện tại Ngọc đang là CEO của Bảo Ngọc Aerobic, chuỗi phòng tập quốc dân không đồng dành cho chị em phụ nữ trên mọi miền tổ quốc, và cũng đang là founder của Bảo Ngọc Sport, hệ thống thời trang đồ tập và thực phẩm ăn kiêng. Với công việc là một huấn luyện viên mà thường là online thì mọi người biết đấy ạ, việc quay video hay là livestream là một công việc rất thường ngày với Ngọc. Rồi một khi khán giả hỏi Ngọc rằng: "Ngọc ơi, tại sao em không có một kênh YouTube của riêng mình?" Đến lúc này mình bắt đầu mới nghĩ ra rằng là đúng vậy. Tại vì sao không có một kênh YouTube nơi chia sẻ những kỹ thuật tập luyện, những kinh nghiệm về việc giảm cân cũng như truyền động lực cho chị em nhỉ? Và đó chính là lúc kênh YouTube của Ngọc ra đời. Đây sẽ là kênh YouTube chính thức và duy nhất mang thương hiệu của Bảo Ngọc Aerobic, nơi cung cấp đến chị em rất rất nhiều những bài tập khác nhau, mang lại những hiệu quả và lợi ích khác nhau, cập nhật cho chị em tất cả những xu hướng tập luyện mới nhất, những xu hướng ăn kiêng hiệu quả nhất, và đồng hành cùng chị em trong công cuộc chinh phục vóc dáng cũng như cân nặng của mình. Và đây sẽ là cái không gian nơi Ngọc làm việc hàng ngày. Giới thiệu với mọi người, đây là phòng tập của Ngọc, một trong những phòng tập nằm của chuỗi Bảo Ngọc Aerobic, hệ thống phòng tập quốc dân không đồng. Mọi người nhìn thấy với diện tích khoảng 300m2 thì đây sẽ là nơi mà hàng ngày Ngọc sẽ soạn những cái giáo án bài tập và cùng hướng dẫn chị em những cái bài tập thể dục làm sao để chinh phục được vóc dáng của mình. Và mọi người thấy đấy, ngoài việc là dạy đứng lớp hàng ngày, mỗi ngày khoảng 3 ca tập, thì Ngọc sẽ có những cái giờ live stream. Một cái khung hình rất là quen thuộc ở phía sau lưng mọi người chính là nơi mà Ngọc sẽ thực hiện những cái video cũng giống như là thực hiện những cái live stream về bài tập của mình. Đó, xin mời mọi người cùng tham quan phòng tập với Ngọc nhé. Và đây sẽ là kênh YouTube chính thức và duy nhất của Bảo Ngọc Aerobic. Mọi người đừng quên hãy đăng ký kênh để theo dõi cũng như cập nhật tất cả những bài tập mới nhất, hiệu quả nhất đến từ Bảo Ngọc Aerobic nha.